chờ ánh trăng rọi sáng. Anh bè nhắm lá rừng che khuất bóng trăng. Anh nói ngày nào đất nước hết chiến tranh sẽ bắt trăng đền một đêm thật sáng. Gần 40 mùa nước ngập cánh rừng xưa, bạn bè gặp nhau xôn xao chuyện cũ. Sĩ tiểu đoàn 261, diễn viên là cô du kích địa phương. Gặp một lần chưa hẹn đã chân dương, sông dạp có lục bình trôi như trời. Rồi từ đó người đi chưa trở lại, thí sinh đầu tiên nên mình không khỏi áp lực đúng không chị ạ? Đúng rồi.
Bây giờ tự nhiên ra hồi hộp quá rồi mẹ anh chút xíu. Hy vọng là ban giám khảo sẽ đưa ra những lời chia sẻ để chị có thêm kinh nghiệm ạ. Dạ xin mời hội đồng ban giám khảo ạ. Lê Tứ xin phép nói trước. Bởi vì hôm nay, cái buổi thi hôm nay Lê Tứ xin phép Xuân Phong làm người bí ẩn. Nhưng mà làm người bí ẩn nhưng mà nhận xét thí sinh, nhưng mà mình chấm điểm bí ẩn nha. Dạ, tại sao anh lại có cái sự xung phong này ạ? À? Thì có bữa anh Khải bí ẩn rồi, thì bữa nay cho Lê Tứ bí ẩn bữa. Nhưng mà cảm xúc của anh khi được là người bí ẩn thì như thế nào ạ? À? Thật sự thì bí ẩn nó cũng có một cái điều lý thú là mình làm cho thí sinh hồi hộp vậy đó. Anh chỉ là anh thích làm cho thí sinh hồi hộp ạ. À. Dạ vâng. Thì thử coi là thí sinh có bản lĩnh hay không, chờ dạ. Đợi kết quả như thế nào. Thôi thì bây giờ trở lại với phần nhận xét. Lê Tứ có ít lời chia sẻ với chị Tuyết Hồng. Thật sự thì rất tiếc là để bị phân tâm, sau đó để rớt cái hò, để rớt cái hò câu 2, cái nó bắt đầu nó bị hẳn. Chị Hồng nên tiết chế lại cái hơi, bởi vì chưa kìm được cái hơi á, ca có những chữ bị dối mà cái hơi mình nó bị rung, giống như ca cái dây cảm thấy nó nặng, đúng không? Cảm thấy nghe dây mà mình ca mình bị ngán ngán dây, đúng không? Cho nên kìm cái hơi nó không được ngọt mà nó bị rung, làm sao khắc phục cái đó. Với lại mình bước ra sân khấu, mình thể hiện một cái bài ca, mình phải ngẫm từng lời từng câu cái bài ca nói gì, và mình muốn diễn thì thật sự là mình có ý trước trong lòng thì động tác và ánh mắt nó đi theo. Còn giống như chị đang ca cái chị mới chực nhớ lại chỗ đó, à phải giơ tay, mình phải nghiền ngẫm cái lời văn thì mình để mình diễn đạt. Thật sự cái này không phải đợi tới ra sân khấu mình mới chuẩn bị đâu, mà phải chuẩn bị ở nhà. Nhiều khi mình kiếm một cái nơi nào đó, nhân đây mình cũng nhắc các thí sinh, mình phải tập tới tập lui, đi đứng chỗ nào ca sao mình phải quy định, mọi thứ nó phải chắc chắn thì ra đây mình mới còn kịp. Chứ bây giờ ra đây ca mới tới đâu mới nhớ tới đó, để mình diễn thì nó người ta coi nó bị, nó không có dính với nhau, giữa cái ca với lại cái diễn đạt nó không có dính với nhau. Lưu ý cái đó nghe chị Tiên Hồng nghe. Dạ cảm ơn. Thì thôi thì thi đầu cũng có chút áp lực, cho nên là rút kinh nghiệm rất là tiếc là rất nhiều rồi. Thì điểm này chắc có thể em khuyến mãi với chị chút ít. Khuyến mãi để vui anh à. Dạ cảm ơn giám khảo Lê Tứ. Bây giờ mình cùng đến với số điểm từ hội đồng giám khảo. Dạ như vậy nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ là giám khảo bí ẩn ngày hôm nay. Phần điểm của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ sẽ công bố vào cuối buổi thi. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. 18. Thưa quý vị, 18 là điểm số mà nghệ sĩ Thanh Hằng dành cho thí sinh Võ Tuyết Hồng, số báo danh 149. Thế thì còn thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, điểm số sẽ như thế nào đây? Thưa quý vị, cũng là một sự trùng hợp, 18 điểm tròn thưa quý vị. Rồi chị có thể vào trong rồi. Không có trùng hợp đâu, anh Khải ảnh vậy, dứt khoát lắm, khen khen chứ 18 18. Dạ.